Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chính thức đàm phán chiêu mộ tiền vệ League One. Gia hạn với Pogba, MU cần nhiều hơn một bản hợp đồng. MU và nhiệm vụ bứt phá trong 7 trận đầu mùa giải. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Điều kiện Man United nổ thêm 2 bom tấn ngay hè này. Man United đang tìm kiếm một hậu vệ phải khác để cạnh tranh với Wan-Bissaka, người không thể cải ải liên tục trong tương lai. Họ cũng sẽ ưu tiên một tiền vệ phòng ngự mới. Tuy nhiên, theo tờ Manchester Evening News, quỷ đỏ ưu tiên bán cầu thủ trước rồi mới tính đến chuyện bổ sung các bản hợp đồng bom tấn. Man United vẫn bị dư thừa lực lượng như trường hợp của Andres Pereira hay Brandon Williams. Man United đón nhận cú hích từ thương vụ Leon Goretzka. Cụ thể, chủ tịch Herbert Heiner của Bayern Munich khẳng định: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không giữ lại Leon Goretzka và Joshua Kimmich bằng bất cứ giá nào. Các cầu thủ biết những gì họ có ở Bayern, họ cũng được trả lương rất cao ở đây. Họ có thể giành những danh hiệu với đội bóng bây giờ và cả trong tương lai." Man United thăm dò khả năng ký hợp đồng với Goretzka dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Theo tờ Sport Bild, Man United sẵn sàng đáp ứng mức lương 200.000 bảng mỗi tuần cho Goretzka. Cơ hội để quỷ đỏ có Goretzka càng lớn khi Hùm Xám sẽ không giữ chân cầu thủ này bằng mọi giá. MU ưu tiên bây giờ là thanh lý bớt cầu thủ. Oli từng tuyên bố rằng: "Tôi có thể nói rằng sau khi mua Sancho và Varane, MU đã củng cố được những vị trí cần củng cố. Từ giờ trở đi, bất cứ tân binh nào gia nhập câu lạc bộ cũng là phần thưởng. Chúng ta chờ xem chuyện gì diễn ra. Trong bóng đá, bạn không nói trước được chuyện gì. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, những cầu thủ đến và đi." Tuyên bố của Oli cho thấy ưu tiên của MU trong 2 tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè là đẩy đi những cầu thủ không nằm trong kế hoạch. Ansel Tanzebe đã gia nhập Aston Villa dưới dạng cho mượn, trong khi những cầu thủ trẻ cũng đều tạm thời chia tay đội bóng. Theo Manchester Evening News, Brandon Williams chuẩn bị đến Wigan dưới dạng cho mượn. Tương tự như vậy, Andres Pereira cũng rời MU gia nhập Flamengo dưới dạng cho mượn một mùa. MU còn muốn đẩy đi tiếp Phil Jones, trung vệ không nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer, nhưng cho cầu thủ này là cả vấn đề. MU chưa thể bán được Jones cho đội nào vì tiền sự chấn thương và những đòi hỏi về tiền lương của Jones. Rồi với Jesse Lingard, tưởng như việc tìm biên độ mới cho cầu thủ này là thách thức lớn. Nhưng Lingard thi đấu nổi bật và được đem cho West Ham mượn mùa trước. Và vấn đề bây giờ chỉ là MU cần tìm khách hàng đáp ứng được mức giá chuyển nhượng cho họ đòi hỏi với Lingard. Oli ngụ ý Lingard có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình để trở lại đội hình xuất phát của MU. Nhưng thực tế, việc này rất khó khăn vì ông định dùng Lingard trong vai trò của số 10 mà suất đá chính của Bruno Fernandes ở vị trí này là an toàn hơn bất cứ ai tại giải ngoại hạng. MU chính thức đàm phán chiêu mộ tiền vệ League One. Tiền vệ mà Man United đang thật sự muốn có là Aurier Tchouaméni của Monaco. Quỷ đỏ có thể có bước tiếp cận chính thức với Tchouaméni trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 31 tháng 8. Tchouaméni, 21 tuổi, chỉ mới gia nhập Monaco 18 tháng trước sau khi chuyển đến đội bóng công quốc từ Bordeaux trong một hợp đồng trị giá 16,2 triệu bảng. Kể từ khi đến AS Monaco, cầu thủ trẻ người Pháp đã tiếp tục ra sân trong 50 trận đấu trên mọi đấu trường. Tchouaméni chủ yếu thi đấu như một tiền vệ phòng ngự, nhưng anh đã ghi được 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo kể từ khi gia nhập câu lạc bộ vào tháng 1 năm 2020. Khả năng tắc bóng lẫn đánh trận của anh đều được đánh giá cao. Tchouaméni rất kỹ thuật, điềm tĩnh và biết cách tận dụng lợi thế về để thể hình, để che chắn bóng thoát pressing. Khi có cơ hội, Tchouaméni cũng sẵn sàng kéo bóng để từ đó tung ra những đường chuyền thuận lợi cho các đồng đội. Anh hứa hẹn là miếng ghép lý tưởng cho hàng tiền vệ quỷ đỏ hiện tại. Man United và nhiệm vụ bứt phá trong 7 trận đầu mùa. Man United chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 6 trận đầu mùa 2020-21. Mùa trước đó, thành tích còn tệ hơn khi họ chỉ giành 2 chiến thắng trong 9 trận mở màn. Đó là bằng chứng cho thấy Man United cần nhanh chóng bứt phá ngay từ đầu. Mùa giải 2021-22, MU nắm lợi thế lớn để thực hiện tham vọng này. Lịch thi đấu của Man United giai đoạn đầu mùa không quá khốc liệt. Sau khi đánh bại Leeds United, Man United sẽ lần lượt đối đầu Southampton, Wolverhampton, Newcastle, West Ham, Aston Villa và Everton. Xét về tương quan lực lượng, Man United hoàn toàn có thể giành được thêm 18 điểm tối đa từ 6 trận đấu tiếp theo. MU có vị thế và phải thể hiện tương xứng với vị thế của họ. Sau nhiều năm thất bại, mùa 2021-22 là thời điểm đẹp cho quỷ đỏ khi họ vừa có lợi thế nhân sự, lịch thi đấu và đã khởi đầu rất tốt. Nếu không thể tận dụng cơ hội bứt phá, nguy cơ thầy trò huấn luyện viên Solskjaer lụn bại là không hề nhỏ.
Bởi lẽ, sau giai đoạn dễ thở trên, bắt đầu từ tháng 10, MU sẽ trải qua một lịch thi đấu khó nhằn. Họ sẽ chạm trán những đối thủ trực tiếp như Leicester City, Liverpool, Tottenham, Man City, Chelsea và Arsenal. Khả năng mất điểm là không hề nhỏ. Chelsea hay Man City đều là những đội bóng có kinh nghiệm đua đường dài. Vì thế, nếu không có được sự tập trung tốt nhất, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể bị qua mặt. Quỷ Đỏ hiện tại sở hữu một đội hình thiện chiến có chiều sâu không thua kém bất kỳ đội bóng nào. Sẽ không có lời bào chữa nào dành cho huấn luyện viên Solskjaer nếu tiếp tục thất bại. Nắm bắt cơ hội và bứt phá ngay từ đầu, Man United sẽ có một hành trang vững chắc để thẳng tiến đến ngôi vô địch. Ngược lại, cơ hội vô địch của Fernandes và các đồng đội sẽ trở nên mờ mịt. Tinh thần lên cao, các trụ cột thăng hoa và lối chơi mạnh mẽ ở trận thắng Leeds United ngày khai mạc mang tới cho Man United nhiều hy vọng về một mùa giải thành công. Với Solskjaer, chỉ danh hiệu mới chứng minh được ông đủ tài năng để tại vị lâu dài ở sân Old Trafford. Gia hạn với Pogba, Man United cần nhiều hơn một bản hợp đồng. Huấn luyện viên Solskjaer đã tìm ra cách để Pogba phát huy hết tố chất của mình, đó là giảm bớt trách nhiệm phòng ngự cho cầu thủ này. Ở trận đấu với Leeds United, số 6 được bố trí đá tiền vệ lệch trái trong sơ đồ 4-2-3-1, tương tự như cách Oli sử dụng Pogba ở nửa sau mùa giải trước. Khi được giải thoát khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, tự do tham gia tấn công, Pogba chơi cực kỳ thăng hoa và kết hợp ăn ý với Bruno Fernandes. Sau trận thắng Leeds United, huấn luyện viên Solskjaer cho biết: "Chúng tôi đã cho Pogba quyền tự do di chuyển bất cứ nơi nào muốn đến và nhận bóng. Pau có phẩm chất đó và khi bạn có những vệ tinh sẵn sàng chạy và tạo không gian cho người khác, điều đó sẽ mở ra. Câu hỏi đặt ra là khi Marcus Rashford trở lại, chiến lược gia người Na Uy sẽ bố trí sơ đồ như thế nào? Mùa trước, MU sử dụng Pogba bên cánh trái và Rashford bên cánh phải để tạo ra sự cân bằng. Nhưng mùa này, cánh phải của Quỷ Đỏ đã có Jadon Sancho, rõ ràng số 10 lợi hại nhất khi thi đấu bên hành lang trái. Còn Pogba, phương án mà đa số nhiều người nghĩ đến là để ngôi sao người Pháp chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm. Điều đó có nghĩa là Oli phải hy sinh Fred hoặc Scott McTominay. Bộ đôi đã chơi rất ăn ý từ mùa trước. Và đây cũng là điều mà các chuyên gia suy đoán huấn luyện viên Solskjaer có ý định chuyển nhượng sang sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công, cho phép cả Pogba và Bruno Fernandes thăng hoa. Nhưng Fred lẫn McTominay khó có thể đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn nếu đơn độc ở tuyến giữa. Người hâm mộ Quỷ Đỏ đã kêu gọi ban lãnh đạo chiêu mộ thêm một tiền vệ phòng ngự ưu tú, cụ thể là Declan Rice hay Yves Bissouma để giải quyết bài toán này. Do đó, muốn giữ chân thành công Pogba và để cầu thủ này tỏa sáng, Man United cần thêm một chút trận đáng tin cậy ở khu trung tuyến để Pogba và Bruno Fernandes có thể phát huy hết khả năng tấn công của họ. Xem ra, công cuộc gia hạn với tiền vệ người Pháp sẽ khiến đội chủ sân Old Trafford tốn bội tiền. MU hội tụ đủ yếu tố giành danh hiệu ở mùa giải 2021-22. MU đón chào sự trở lại của các cổ động viên trên khán đài sân Old Trafford bằng một chiến thắng ấn tượng 5-1 trước đối thủ khó chơi Leeds United trong khuôn khổ vòng một giải Ngoại hạng Anh. Cú hat-trick đầu tiên của Bruno Fernandes, 4 đường kiến tạo đi vào lịch sử của Pogba, trận đấu đầu tiên của Jadon Sancho và màn ra mắt bất ngờ của Rafael Varane, tất cả đều được diễn ra tại Old Trafford dưới sự chứng kiến của gần 75.000 khán giả. Mùa giải trước, thành tích sân nhà của MU vô cùng tệ hại, đó là một trong những lý do MU hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Man City. Những thất bại trước Crystal Palace và Sheffield United hay thảm bại 1-6 trước Tottenham đều đáng quên. Tottenham từng được coi là pháo đài, khi đó lại trở thành nơi đội khách tin rằng họ có thể ra về với ít nhất một điểm. Tầm quan trọng của sự hiện diện nơi người hâm mộ là không phải bàn cãi. Đại kình địch của MU, Liverpool từng bị cắt đứt chuỗi 68 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà Anfield tại Ngoại hạng Anh mùa trước khi để thua Burnley với tỷ số 0-1. Các cổ động viên không chỉ đóng góp tiếng nói mà còn đóng góp phần tạo nên thành công của một đội bóng. Dù vậy, giờ đây, người hâm mộ đã được phép tới sân không giới hạn và mỗi trận đấu tại nhà hát của những giấc mơ, MU đều được đón tối đa hơn 75.000 người. Old Trafford là sân đấu có sức chứa lớn nhất Ngoại hạng Anh và Quỷ Đỏ sẽ có điểm tựa sức mạnh về mặt tinh thần cực lớn. Huấn luyện viên Solskjaer và các cầu thủ thường xuyên nhấn mạnh về tầm quan trọng của cổ động viên, thi đấu trên sân không có khán giả rõ ràng khiến cả hai đội giảm đi sự nhiệt huyết thường thấy. Rõ ràng, các cổ động viên chính là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Nếu có thể tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc trên sân khách như mùa trước, cộng thêm tích lũy điểm số tối đa trên sân nhà, MU sẽ đứng trước cơ hội giành danh hiệu ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Solskjaer chưa đem bất kỳ danh hiệu nào về với đội bóng áo đỏ và đây là lúc để ông làm điều đó. Chính thức, thêm một cái tên chia tay Man United. Trang chủ Man United xác nhận Ethan Lett sẽ tạm thời chia tay đội bóng để chuyển tới khoác áo câu lạc bộ Swansea City. Đội bóng này đang chơi ở giải hạng nhất nước Anh là Championship. Lett sẽ tu nghiệp ở đây một mùa giải. Lett gia nhập Quỷ Đỏ khi mới 10 tuổi và được đánh giá rất cao ở học viện. Tài năng 20 tuổi này từng có 2 lần ra mắt đội 1 Man United ở đấu trường Europa League dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.
HLV Solskjaer rất kỳ vọng Leeds sẽ phát triển thêm về tiềm năng và trở lại cạnh tranh vị trí với Wan-Bissaka ở mùa giải tới. Sở hữu khả năng leo biên ấn tượng, Leeds chắc chắn sẽ còn tiến xa trong tương lai gần. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.